Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dự án Posi Token. Đây là một cái dự án sàn phi tập trung các bạn nhé. Cái sàn này thì nó không yêu cầu các bạn phải KYC, mà nó sẽ yêu cầu các bạn connect đến cái ví của mình nhé. Thì mọi người login vào cái ví MetaMask cho mình, mạng BSC mọi người nhé. Mọi người connect này, ấn vào connect đến ví này thì nó sẽ hiện ra cái này. Nếu nó không cái hiện ra connect Telegram thì mọi người ấn tải lại trang, hoặc là các bạn ấn F5 nhé. Đây thì các bạn sẽ ấn vào link này cho mình. Mọi người ấn Start. Ôi thì nó bắt mình phải còn chat ở trên ấy à. Trời ạ, thì mình sẽ phải login ấy rồi. Mình sẽ đổi sang cái Discord nha. Đây, Discord. Start. Ở trên Discord thì được nha mọi người nha. Try again. Đấy, bây giờ nó mới ghi là connect đến cái ví này thì đúng cái ví của mình rồi. Ấn start tiếp này. Chưa hiểu luôn đấy. Đấy, cái bọn này giờ hơi thật đấy. Lúc nãy mình làm mình cũng thấy bị bực mình nhá. Connect đến rồi thì bây giờ thế nào? Chat ở trên web này thì lại không được nha mọi người. Mà phải ở trên Discord nha mọi người ơi. Nhưng mà nó không hiện cái gì thì nó cứ hiện này làm sao nhỉ? Lúc này nó hiện mấy cái nhiệm vụ để cho mình làm mà. Thử F5 lại xem nào. Đấy, nó vẫn hiện connect này. Em ơi, sang bên kia. Sang thang bên kia. Eo, chán ghê cơ. Mình sẽ nói lại cho mọi người nhé. Đấy, mình sẽ nói lại cho mọi người nè. Đấy, khi ấn Start nhé, thì nó sẽ hiện cái này. Đấy, thì nó sẽ yêu cầu mình theo dõi một cái group, hai cái group này, theo dõi Twitter. Thì mọi các bạn cứ ấn Continue đi nhé. Tiếp theo thì nó bảo là Browse cái Twitter, sau dán tên vào. Thì mọi người dán tên vào cho mình nhé. Tiếp theo các bạn retweet cái bài viết này, tag ba bạn bè cũng như là copy lấy hashtag này nhé. Đấy, tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào, mình ấn Next Step thì không được, mà mình sẽ phải gửi một cái link của nó vào nhé. Đây là cái link mình đã đăng này. Tiếp theo là các bạn theo dõi Reddit, dán tên vào. Theo dõi Medium, dán tên vào nhé. Đấy. Thế là khi mà nó ghi là các bạn complete tag này thì quay lại cái exchange. Đấy, thì bây giờ các bạn quay lại exchange thì mới ok nhé. Lúc nãy mình cũng phải chờ như thế đấy, bực mình ghê cơ. Chờ mãi không được luôn ấy. Đấy, khi các bạn connect Telegram xong thì nó mới tích V này, tích V này. Xong mọi người copy lấy cái email dán vào đây thì nó sẽ gửi một cái email về nhé. Nó gửi email về như thế này thì các bạn đánh cái số này vào. Nó hiện một cái nút đánh số ở đây này. Các bạn đánh số chuẩn vào đây một phát thì sau đấy các bạn lại lại tải lại trang. Đấy, sau đây thì nó ghi là Waiting for Rotary này thì mình sẽ nhận được ticket đấy. Đấy, thì mỗi bạn đăng ký theo link của các bạn thì các bạn sẽ nhận được thêm một ticket.
Nó làm cũng y như cái dự án trước đây mình đã làm là cái dự án Slim ấy, ở trên mạng Solana ấy các bạn nhé. Nhưng mà cái con này thì nó hơi bị chậm một ít. Hơi bị chậm một ít mọi người ạ. Con nách mà nó không có hiện ra cho như lúc nãy cho này. Đấy, nó vẫn hiện đây. Nó chưa có nách đi cho. Có nách rồi thì nhưng mà nó phải hiện cái nhiệm vụ mình ra ấy, thì mình phải làm nhiệm vụ xong ấy thì nó mới tích V cho mình ở đây. Thì bây giờ mình không chưa làm nhiệm vụ xong là nó không có tích V ở đây cho mình nè. Đấy, nó mới chuyển đến đây này. Đấy. Con nách xong rồi nhưng nó chưa có chuyển nách đi cho mình. Đấy, lúc nào nó phải tích V này mọi người này. Tức là nó phải hiện ra cái nhiệm vụ như mình nói lúc nãy đấy. Thì các bạn thấy chờ một ít xem là nó có hiện nhiệm vụ ở bên dưới không nhá. Tại vì là cái dự án này nó khá là chậm ấy. Chắc là nhiều người làm nên nó chậm ấy. Thì là nó chưa có hiện. Nó connect này tí nữa nó sẽ hiện cái nhiệm vụ ở đây. Và các bạn làm y như cái mình nói lúc nãy ấy. Sau đấy thì nó sẽ tích V ở đây. Và các bạn dán email nữa là xong nhé các bạn nhé. Còn sau khi mà nó kết thúc cái dự án kết thúc cái chương trình này thì nó sẽ có những cái vé trúng thưởng để cho mình mua cái dự án của nó. Còn nếu mà bạn nào mà không mua thì chúng ta sẽ làm airdrop và nó sẽ chia sẻ airdrop cái đồng POSI này cho mình. Nó y như cái dự án Slim trước đây mình đã hướng dẫn các bạn nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người cùng tham gia dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.